nếu mình quay á, giống như là em thì dân nó đi mê đi du lịch á, như là ví dụ mình làm thành một cái lịch trình đi á, kiểu đi từ Sài Gòn xuống Tàu. Như là làm có thú vui mà. Nhiều khi rảnh rỗi không biết làm gì, đọc phí thời gian. Không nói chuyện đời. Nhà Huy rộng đất ta. Đất ta rộng.